là 20.000 một cái nhá. Không có 5.000 như ngoài cái mà đàn đâu. Nhưng mà con thấy nó tí có gì đó nó sai sai ấy. Bố bảo cô hỏi thầy giáo xem như nào thì thấy nó hơi sai sai. Cái này phải cho bánh một trước xong rồi cho thịt chứ. Sao là cho thịt một trước xong rồi cho mình. Cái này là nhiều nhân đấy, 20.000 một cái. Đã được quay 20.000 một cái. Bánh làm ngược lại. Không có người ta bảo chưa. Lúc viết chữ đọc dị. Chịu. Bác là mua và đăng ký nhé, 50.000. Bây giờ đưa ra 20.000. Cái này là nhiều nhân nhé. Nhiều nhân thế này là 50.000. Ôi nhưng mà cho cái gì đấy cái... Biết rồi nhưng ý đang nói chuyện. Nhiều nhân nhé, 50.000 cái này. 50.000. Thôi nào đã cọc tôi làm được.